Olê, chào các bạn. Hôm nay mình đến nhà khách hàng. Mình sửa cho khách hàng cái bếp từ thương hiệu Giovanni này. Thì cái bếp từ đôi này khách hàng đang báo lỗi là bếp bị báo lỗi E3. Có nghĩa là sao? Đây để mình thử cho các bạn xem nhé. Chiếc bên này này, function này. Ok, bên này nhận nồi, ok rồi này. Bắt đầu đun nhé. Mình đun cái xoong mỡ này, nó chảy mỡ ra là nó ok. Như này là bếp này không thấy báo lỗi này. Nó đang đun rồi này. Này, mỡ bắt đầu chảy rồi, ok. Chúng mình sẽ đi sang test cái bếp bên này nha. Bật này. Tín hiệu lên này. E3 luôn, các bạn nhìn thấy không? E3. Vậy E3 là lỗi gì? E3 mà bếp bên này bật lên nó là 1.200 thôi, mà là không phải 1.800. Nó lại không phải là 1.800 mà nó để chế độ. Ô, cái này đang bị loạn cảm ứng hay sao ấy? Sao nó lại mình chạm vào không tăng giảm được này, chế độ boost à, không có 1.800, chắc là bếp kia bếp khỏe hơn rồi. Nào, bật lên này, vào function phát này lên 1.800 luôn này. Đó, báo lỗi E3 luôn, tức là khi nó phát sung mà nó phát hiện không nhận nồi hay là gì đấy. Thường thường là các cái bếp từ này, nếu mà nó không nhận nồi thì nó sẽ báo là E0 hoặc E1, hoặc là nó báo cái hình cái nồi ở đây. Như cái bếp này là khi bật lên nó báo E3. Vậy E3 này là phần nhiều liên quan đến cảm biến nhiệt bị đứt. Đấy, cảm biến nhiệt bị đứt thôi. Hoặc là điện áp vào bếp quá thấp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tháo bếp và kiểm tra nội thất bên trong xem nó lỗi gì nhá. Ok, mình tạm dừng video ở đây, Okay, mình mình tháo vừa bếp bóc nhá. mặt đá lên thì mình giật mình hoảng hốt. Các bạn nhìn này, nó đã bung như thế này cơ mà, là gì, quá gì luôn. Cái bếp mà nhà bạn này sử dụng nó bị ẩm thấp quá này, nó bong luôn như thế này luôn này, kinh khủng không. Vậy là cái gờ này là nó dán vào cái mặt trên này, nhưng mà bây giờ là bung bung luôn, tem bảo hành còn chưa bóc. Tức là bếp này từ lúc dùng đến giờ còn tem bảo hành còn chưa bóc mà nó bung cái này rồi. À, silicon thì không hiểu là thợ bôi hay là chủ nhà tự bôi, nó dày cộp lên các bạn ạ. Không bao giờ mình làm bếp từ mà cho khách mà cái bếp cái silicon bơm vào nó dày đến mức này, dày phải đến 5 ly ấy. Không biết có phải bàn đá thì có bao giờ võng được không các bạn. Bàn đá thì thường thường nó phẳng lì, nhưng mà tại sao mà bơm silicon dày đến 5 ly, kinh khủng khiếp luôn. Đây, bây giờ cái phần này nó bục rồi, nhưng mà cái đằng sau ấy, các cái vít này nó vẫn còn ok. Mình sẽ đi mình tháo nhá. Cái bếp từ Giovanni này, để mình tắt đèn flash đi. Model này, G25. Các bạn nhìn thấy không? G251ET. Công suất tối đa là bên trái là 2000, bên phải là 2003 này. Điện áp sử dụng 224, tần số có thể 50 hay 60 Hz được. Đây, Giovanni Best Quality, chất lượng cao đấy. Made in Japanese. Còn đây là bếp này, bếp Đức nhá. Và được một đơn vị Việt Nam nhập khẩu về để bán này. Đấy. Nó có tem chứng chứng chỉ xuất xưởng này. Ok. Chứng tỏ cái bếp này các bạn chủ nhà dùng là khá là lâu rồi, đến nỗi mà mục hết cả bếp như này, chứng tỏ là dùng khá lâu. Và cái gì nhỉ, cái khi dùng lâu nó mục, tức là cái bạn thì dùng bếp nhà bạn thì ẩm quá. Đây mình sửa đá còn đang bị rất là ẩm này này, đá này thường thường đá này nó sẽ sáng màu, nhưng mà đây nó tạo thành màu nâu như này.
Đây góc trong kia còn đỡ kìa, còn sáng kìa. Ở đây nó ẩm như thế này thì bếp nào chịu được. Nhà bạn này nó không có thông khí hay sao, lúc nào cũng ẩm thấp thế này. Ok thôi, để mình đỡ kéo dài thời gian, mất thời gian của các bạn nhé. Mình sẽ đi quay vào, mình dừng video này, mình đi quay vào, mình tháo bếp. Sau chúng ta khám phá nội thất của cái bếp Giovanni nhé. Ok các bạn, bây giờ sau khi tháo bếp ra, các bạn nhìn này. Cái vanh này này, nó bong hết rồi. Đằng này nó còn dính một tí. Đây, đằng này mục hết, tụt hết. Và như mình thấy ở đây thì hai cái vỉ này đang khác nhau. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Hai con vi xử lý này khác nhau. Con hiển thị đèn led này. Đây còn con này vi xử lý mình nghi nó nằm ở đây này. Còn con này vi xử lý là nó sẽ nằm ở đây. Và vì sao nó khác nhau là bởi vì đây. Bếp này nó không phải là bếp hai cái bếp từ mà là bếp từ và bếp hồng ngoại. Thì hiện tại là cái bếp hồng ngoại là cái bếp đang vào lỗ E3. Mình lúc đầu mình tưởng bếp từ nó không nhận nồi, nhưng mà bây giờ là bếp hồng ngoại báo lỗi E3. Đấy, ở đây điều khiển bên này thì cái bên từ là nhận rồi, nhưng bên hồng ngoại đang báo lỗi E3. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào kiểm tra cái bếp hồng ngoại này tại sao lại báo lỗi E3 nhé. Mình sẽ cách ly cái bên bếp từ ra, tháo cái vít cái rắc cấp nguồn cho bếp từ ra, coi như mình không kiểm tra bên đấy. Và mình sẽ kiểm tra sâu vào cái bên bếp hồng ngoại này. Hồng ngoại báo lỗi E3. Thì trước tiên là mình sẽ kiểm tra cái cảm biến nhiệt trên lõi này. Cái thứ hai là dây sợi đốt ok không. Cái trái tim của cái bếp hồng ngoại nó là cái trái tim, nó là cái sợi đốt này. Là sợi đốt là ok là được. Thì bởi vì cái mạch điều khiển này, vỉ đây này, trên thị trường bán rất nhiều, cho nên mình có thể thay cái mạch này cho khách vô tư. Vỉ này mà có lỗi thay, quan trọng nhất là công suất cái trái tim của nó đây. Thì để báo lỗi E3 đối với hồng ngoại nó sẽ khác lỗi E3 đối với bếp từ nhá. Để mình đi mình tháo ra mình đo chi tiết. Bởi vì ở đây là mình ở nhà khách, cho nên là mình sẽ không có cái giá để gắn camera, cho nên mình quay bằng tay một tay, cho nên là mình khi mình đi kiểm tra thì các bạn không được xem mình kiểm tra chi tiết. Thì mình tí nữa mình kiểm tra xong rồi mình nói với các bạn là những vị trí nào mình kiểm tra và mình sẽ thông tin đến các bạn nhé. Ok, thì mình tạm dừng video. Ok các bạn, sau khi một hồi kiểm tra toàn bộ trái tim là sợi đốt ok không sao, cảm biến nhiệt ok không vấn đề gì, check không hò hỏng nguồn cấp trước, tất cả các nguồn không sao. Nhưng mà khi mà đến đoạn mà mình kiểm tra cái phần điện cấp cho quạt thì điện cấp ra 18V chỉ còn 11V, thế là mình lại còn bị nhấp nháy, thì mình bảo hơi vô lý. Thế là bắt đầu mình đi, mình mới tháo cái bếp từ ra, mình lấy cái quạt bếp từ mình nắp sang, thì hóa ra là cái bếp này nó đang bị chết quạt, chết cho quạt này, chết chập. Đấy, chết kẹp cái quạt này. Thành ra khi mà bếp hồng ngoại đóng điện cho quạt mà thấy cái con trở chân e của con trở chân e của con cấp cho quạt này này nó tăng dòng lên quá cao. Tức là ví dụ là đang 18V mà khi mà hạ tụt xuống 11V thì là dòng của con này rất là cao. Chính vì thế cho nên là nó sẽ báo lỗi về con MCU này. Con MCU này sẽ báo lỗi thành E3 luôn. Và bây giờ mình tiến hành, mình có mua quạt ở trên chợ ngày hôm qua này. Thì hôm nay thì có để dùng luôn này. Thì mình sẽ tiến hành mình thay quạt. Mình thay quạt xong mình tiếp tục mình... Ủa, các bạn nhìn này, bếp nó mục quá rồi này. Khung quạt còn đang lúc lao lắc tụt đến nơi rồi này. Đấy, chắc là mình lát mình tiện thể mình bơm silicon cho bạn ấy, thì cái này mình sẽ dùng silicon mình dán nhé. Đối với làm việc trong môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì các bạn nên dùng silicon nhé. Silicon nó rất thích hợp.
trong môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Đấy, đối với bạn dán các keo khác, ví dụ keo nến thì mục ngay, độ nhiệt độ không chịu được, mà độ ẩm mà cao thì cái đấy nó chịu được nhưng mà nó lại không chịu được nhiệt độ. Đấy, nhiệt độ cao như kiểu keo con chó chịu được thì lại không chịu được nhiệt độ ẩm. Chính vì thế cho nên là dùng silicone là chuẩn nhất. Mình sẽ thay quạt cho bạn đi. Sau rồi mình sẽ xử lý lại hết các cái chỗ rỉ này cho nó sạch sẽ đi. Cạo hết các cái rỉ trong này đi này. Cạo hết. Cạo hết luôn. Xong rồi cái khung này mình sẽ dán lại khung cho bạn ấy. Cái khung bị bong rồi này. Tiện thể silicone mình sẽ dán lại cái khung này để cho nó không bị bong nữa. Ok, vậy là chúng ta tìm được cái bệnh của cái bếp hồng ngoại này rồi nhá. Giovanni mà báo lỗi E3 là do quạt hỏng các bạn nhá. Đấy, ví dụ lần sau các bạn cứ nhìn thấy Giovanni bếp hồng ngoại mà báo lỗi E3 thì các bạn cứ xác nhận cho mình là thay quạt hoặc là sửa cái quạt nhá. Nó có thể là nó chết con đèn này, con đèn này, con đèn này con đóng điện cho quạt. Chết con đèn này nó cũng báo lỗi nhá. Mà chập con đèn này cũng báo lỗi nhá. Chập quạt báo lỗi nhá. Đấy các bạn, lỗi E3 của Giovanni là thế nhá. Ok, để mình đi vào mình thay quạt nhá. Mình tạm dừng video để cho nó đỡ thời gian lạc lõng. Và mình đang quay video bằng một tay thành ra là ở sửa chữa nhà khách. Các bạn thông cảm nhá. Ok các bạn, mình dừng video. Mình đã thay xong cái quạt rồi. Mà mình đã bơm silicone, mình dán cái khung quạt lại cho các bạn rồi, cho bạn rồi nhé. Và mình đã lắp vào. Mình tháo cái mạch điều khiển ra để mình cắm để test thử nhé. Về chúng ta bật automat này. Ok. Đấy các bạn nhìn thấy quạt quay lúc lắc chưa? Và bây giờ chúng ta on này. Đấy, quạt quay. Và bây giờ mình bật on nhé. À, bật function này. Đấy. Bếp hết báo lỗi nhá. Này mình hạ bớt xuống, nóng lắm. Đấy, bạn thấy bếp hồng này. Cho lên tí nữa cho nó hồng này. Cho các bạn nhìn thấy hồng ngoại nó chạy. Bây giờ là hết báo lỗi E3 rồi nhá. Đấy, đang nóng hơn ngực kìa. Cho tối đa nha. Đấy, hồng rực luôn các bạn ạ. Vậy quạt đã chạy rồi nhá. Đấy. Vậy là mình đã review các bạn là cái bếp hồng ngoại của Giovanni. Thì khi báo lỗi E3 thì các bạn kiểm tra hệ thống quạt nhé. Tất cả cái liên quan đến quạt từ nguồn 18V cấp vào này. Xong rồi quạt nó có chạy hay không này. Cái con charging to cấp điện cho quạt nó có chập hay đứt không nhé. Và cái con trở trên e của cái con charging to đấy, nó có bị cháy không nhá. Thì các bạn sau khi các bạn kiểm tra xung quanh phần bảo quạt, nếu mà E3 là xung quanh phần quạt, các bạn sẽ fix được cái lỗi E3 của cái bếp từ hồng ngoại Giovanni nhá. Ok các bạn, bây giờ mình đi vào mình tiến hành nắp thôi. Và mình bơm keo vào cái khung cho bạn thì bơm silicone, và mình đi gọt hết các silicone cồng kềnh này đi. Và mình sẽ bơm một lớp rất là nhẹ thôi, chứ mình không bơm nó kinh khủng khiếp như thế này. Ok, mình lại tạm dừng video nhé. Ok các bạn, ok mình đi mình lắp ráp vào rồi này. Thì các bạn biết cái khung sắt là nó dính vào mặt, đúng không ạ? Còn cái khung đấy lại bắt vào cái thân này, để cái mặt nó lưng cái thân này lên. Nhưng mà vì cái khung sắt này mình vừa dán bằng silicone cho nên nó chưa kịp khô ấy. Và cái bên này là cái khung sắt nó bị hỏng này, đúng không ạ? Cho nên khi mình treo lên thì nó sẽ sệ cái bếp xuống như này. Nếu mà mình để vào máy bếp, nó sẽ sệ cái bếp xuống này. Thì bây giờ làm giải pháp như nào để cho cái bếp này nó nâng được cái bếp này lên. Bởi vì ở đây là cái bếp hồng ngoại, là nó sẽ có ba cái lò xo, nó đẩy cái hồng ngoại lên trên mặt kính. Thì luôn luôn là có xu hướng nó đẩy cái đế lên xuống. Đấy. Với cả một cái chi tiết của cái bếp Giovanni này, mình đã không về mặt thiết kế là mình không ưng ý đây. Cái bên hông này thì không nói gì, nhưng mà cái đằng sau lưng này các bạn nhìn thấy không, cái mặt của nó rất là phẳng, cái lỗ thoát hơi này nó rất là phẳng,
Chính vì thế khi quạt nó thổi hơi ra đằng sau này, nếu mà gặp phải cái tủ bếp mặt đá này thì nó không sao. Nếu mà gặp phải cái tủ bếp mà các bác ấy xây sát ấy, sát tịt vào đây này. Tức là bác người ta đổ bê tông này này, các bạn hiểu không? Dày như này. Thì khi đặt cái này sập xuống, các bạn ấy cắt. Cắt nó xít vào đây này, nó bịt luôn cái lỗ thoáng này. Nó bịt luôn lỗ thoáng này. Thì hơi nó ra không ra được đây. Nó chỉ ra được mỗi chỗ này thôi. Chính vì thế cho nên là đây là một cái nhược điểm của cái sari bếp Jovini này nhé. Một số loại bếp từ hiện nay nó cải cách bằng cái lỗ này này, nó chạy sâu xuống dưới này, hoặc là cái góc này nó sẽ chém bát như này này. Cái góc này chém bát đi thì cái lỗ này kể cả bạn có bịt vào đây thì nó vẫn còn thoáng, lỗ thoáng này nó đi ra, không khí nóng nó đi ra đây. Đấy, thì với cái bếp Giovanni này mình đang không đánh giá cao vào cái phần đuôi này. Nhưng mà may là cái bếp này bếp mặt đá mà tủ bếp bằng gỗ. Thì cái phần đá nó chỉ chiếm 2 phân trên này thôi. Đúng mà cái phần ấy này. Còn cái phần này nó hở này thì không sao. Còn đối với cái bếp mà bếp đổ bê tông ấy, thì nó bịt luôn cái này nếu mà cắt xít quá nhé. Cho nên khi các bạn mua bếp các bạn hết sức để ý cái này. Thì mình tắt cái đèn này đi cho nó sáng. Khi bạn mua bếp để ý cái này nhá. Nếu mà bếp nhà mình là bếp đổ bê tông thì đừng mua cái bếp nào cái đằng sau lưng nó phẳng như này nhá. Cái lỗ thoát khí mà nó phẳng như này này thì gió nó thổi ra khi bạn đổ bê tông kín vào đây là nó sẽ không thoát được khí nóng đâu, bếp sẽ báo lỗi đấy. Mà phải mua cái loại bếp chém như này, hoặc là cái lỗ thoáng này nó sẽ lùa từ đây xong rồi cắt xuống tận dưới gậm này. Cái lỗ thoáng nó dài như này thì nó thoát khí, tức là hơi nóng càng thoát đi nhanh thì bếp nó càng bền nhá. Đấy. Và bây giờ cái khung mình đã quay trở lại nói cái khung này. Thì bây giờ cái khung mình mới dán cho nên là nó đang yếu này. Với cả cái bên này nó khung bị mất. Thì cái bếp này luôn luôn có xu hướng nó sệ xuống đúng không ạ? Thì chính vì vậy thì khi mà đây cái mặt bếp mình đã vệ sinh sạch sẽ này. Mình sẽ bơm một lớp silicone rất là mỏng thôi. Mình nghĩ cái này là chủ nhà người ta thấy bếp nó như nào đấy người ta dán lại đấy. Chứ còn mình nghĩ là thợ không bao giờ dán silicone dày 5 ly như thế đâu. Nhưng bôi một lớp đều gọi là 1 ly đây để cho dính bếp xuống thôi. Nhưng mà đây là chắc là chủ nhà người ta dán đấy. Và cái phần mà nó sệ xuống đây này, mình sẽ lợi dụng cái thanh bếp này, lợi dụng thanh tủ này. Mình sẽ bắn 1-2 con vít đây, 3 con vít đây. Thì khi mà mình thả bếp xuống thì cái phần đáy nó sẽ đứng vào 3 con vít đây. Nó sẽ không ấy xuống. Và chắc chắn là khi bạn ấy bạn bắn cái đấy vào đúng không ạ, nó đỡ cái này thì sẽ nâng cái mặt này lên. Thì lúc đấy mình sẽ dán silicone và mình sẽ đặt vật nặng lên trên để cho nó tì xuống như này, tì xuống cho nó ép xuống này. Đấy. Chứ còn để mà đợi dán V vào đây đi chăng nữa ok, nhưng mà khi mà dán V đây mình xử lý tại nhà khách cho nên mình không thể làm đợi được. Ví dụ bình thường nếu mà bạn chỉ cần keo dán vào đấy, xong bắt đầu silicone dán vào đấy, dán cái V sắt ấy, 3 cái V sắt vào, xong bắt đầu để nó khô, nó chết keo, bắt đầu bạn bắn vào thì ok luôn nhá. Nhưng đây là sửa tại nhà khách thì sửa xong là phải xong trong ngày để người ta còn lấy cái mình người ta dùng ấy. Chính vì thế cho nên mình phải xử lý bằng phương án đấy. Xong mình kê cái này lên. Đấy, bắt đầu silicone này. Đến lúc người ta về phát là người ta vẫn có thể sử dụng được luôn nhé. Ok. Chuyên mục review về cái bếp Giovanni. Giovanni báo lỗi E3 nhé. Bếp hồng ngoại báo lỗi E3. Đến đây là kết thúc nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Xin các bạn một like, một chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Để các bạn theo dõi thêm nhiều về các video sửa chữa thiết bị điện tử, đồ điện nói chung và bếp từ bếp hồng ngoại nói riêng nhé. Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn nhé.